Kính chào quý vị các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị các bạn, mình đang có mặt ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu, khu vực chợ Tân Định. Sáng nay mình đang đi tìm là một vài cái quán mà quen thuộc vỉa hè. Nay là mình đang tính đi dạo khu vực đường khu vực San Francisco. Dạ. Ta San Francisco, mình là San Francisco. Dạ, qua cái khu đường San Francisco. Nhưng mà con quá cũng biết là đường San Francisco là một cái khu mà rất là nhiều hàng quán ha, các cái quán xá đông lắm. Đó. Từ những cái quán sang trọng nhất cho đến những quán bình dân nhất đều có mặt ở đường Phan Xích Long. Chính vì vậy cho nên có một số bạn đặt cho họ nó cái tên rất là vui. San Francisco Long giống như là nơi mà tụ họp rất là nhiều gọi là đa văn hóa. Rồi. Ở đây là đường Trần Quang Khải. Rồi mình sẽ đi lạng qua đường đầu đường cầu Trần Quang Khải nha bà con. Hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần luôn. Đó. Thực ra mà ở những cái ngày mùa trong những năm tháng mà không dịch thì giờ này là đông lắm. Xe cộ tấp nập lắm. Ấy vậy nhưng mà bây giờ thì bà con cũng bắt đầu đi làm trở lại. Nó có thể nói nhịp sống bắt đầu từng bước trở lại bình thường. Nhưng mà đường phố thì cũng vẫn còn vắng lắm. Yeah. Mình nghĩ rằng chắc là ngày trước người ta đi làm sớm hơn, còn cái thời gian này bắt đầu người ta đi làm muộn hơn. À, qua cái cầu Trần Quang Khải này là chúng ta sẽ đi vào cái khu Phan Xích Long. Dạ, cũng chưa thấy hàng quán là mấy. Đó. Giờ mình dắt bà con đi một vòng phải tới lòng rồi con xem nha. Đó, trước mặt là chúng ta thấy có quán bún bò Ho Thảo ha. Nhiên cũng thèm bún bò, trước mình cũng có giới thiệu một cái quán bún bò ở đâu đây nè. Rồi ở đây trên đường này có cái quán bún măng vịt ngon lắm. À, nó có một quán bánh mì của cái cô bé người Quảng Ngãi. Bánh mì chả rôm. Ở đâu đây nè, bên tay phải vậy. Đây, không phải. Cô bé nó bán ở đâu quên mất tiêu rồi. Ở đâu trên cái đường này có một cái cô bán bún măng vịt. À, bún măng gà chứ. Bún gà ngon lắm. Bán đâu đây mà dẹp rồi, không thấy bán luôn. Chắc cũng chưa ra được. Ấy chà chà. À, rồi mình nhớ rồi, cái bé bán bánh mì rồi, mà chúng mình chả rôm bán đâu đây nè. Ở ngay gần cây xăng này, đối diện với lại cái chung cư ở Phan Xích Long này.
Đây, xưa bé bán đứng đầu, đứng ở đầu đây bán nè. Thường lắm. Trước mình cũng có nhớ mình có review cho một cái quán bún khu này vắng vẻ rồi, có quán phở khô Gia Lai ở đây cũng đông lắm, cũng nay cũng chưa thấy mở. Đây phở khô Gia Lai đây. Ồ, phở khô Gia Lai có bán mang về rồi kìa. À có lý, có lý, có lý. Phở khô Gia Lai thôi. Thôi vậy là có duyên rồi. Có duyên chỗ nào vô mua chỗ đó. Dạ. Ủa bán loại nào vậy chị? Một hả? Cho em mấy phần mang về đi. Trời ơi đi thèm quá, đi vòng 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 kiếm coi có quán nào quen. Trời ơi đi có một lần ở đây rồi bỏ luôn. Đi có lần bỏ luôn. Dạ mỗi ngày đi một quán này, phở cô Gia Lai, phở cô đặc. Dạ còn hình luôn hả? Có hình luôn hả? Ồ ơi. Rồi thôi cho em cho em ba phần phở khô Gia Lai đi, mang về. Khô tái hả? Dạ. Phở khô tái Gia Lai. Dạ hơi sườn đấy chị. Sườn ngon lắm. Đây đó. Bây giờ phở khô Gia Lai ở số 58 đường gì đấy không biết nữa. Đường Hoa Sứ hả? Dạ, 58 Hoa Sứ, phường 7 Phú Nhuận. Bình thường ở đây bán ngồi ngoài vỉa hè ngồi sướng lắm, mát lắm luôn, đã lắm, bây giờ thì thôi. Ủa. Nhưng mà chắc sắp tới cũng cũng sắp sửa được thoải mái rồi. Dạ. Là nghỉ mấy tháng dịch luôn hả chị? 4 tháng mấy luôn. Trời ơi nghỉ khủng quá luôn. Anh khỏe không chị? Khỏe, bị trầm cảm. Ở mấy tháng giờ trầm cảm. Ảnh hả? Ủa vậy sao nghiệp vậy? Mấy tháng cũng tới làm ăn. Dạ. Lo lắng cũng thấy. Dạ. Em nhờ sống cái này mà bây giờ dạ. Mấy phần nữa vậy chị? Ba phần. Cái anh ông xã chị vui vui tính lắm luôn. Trời cũng còn nhớ ta. Dạ vui lắm, anh vui lắm. Nói chuyện. Mà chị mới nói nghe cũng buồn á nghe. Nói anh dạ, nói mấy tháng nay buôn bán không được, không có buôn bán gì anh buồn. Anh hơi bị trầm cảm. Trời ơi. Nó nói bởi vì lo lắng đủ thứ. Rồi cho em ba tô nghe. Dạ. Đây ăn ngon mà sạch, rất sạch sẽ và rất ngon. Giờ em đem đi đâu ăn hay đem nhà? Dạ, em đem về công ty. Ở quận Bình Thạnh á. Dạ, quận Bình Thạnh mà em giờ đi rồi. Bây giờ đi đâu? Dạ, em giờ qua bên khu Phan Chu Trinh á. Phan Chu Trinh Bình Thạnh luôn hả? Dạ dạ, gần khu chú của chú Văn An rồi đó chị. Dạ ngon ngon ngon. Nhưng là mất dép. Em đi dữ lắm. Mỗi ngày điên quán mà. Dạ rồi xong sau này đi quay. Em ốm hả? Dạ trời chị khoe khen em ốm em mừng. Gầy hơn cái lúc mà tới chị thiệt. Dạ. Rồi không biết có bao nhiêu hàng quán kiểu giống vậy luôn. Giờ bà con cô bác đó nãy đi vòng tìm mấy cái quán quen quen rồi tìm bánh mì vỉa hè. Đó, ảnh gà, ảnh đơ tụt gà. Máy tôi gà. Máy tôi có kìa. Vậy là cũng dân mình Thạnh không? Dạ, em như mình Thạnh qua nhà bên Văn Kiếp mà. Ba mẹ bên Văn Kiếp. Quận 7 mà. Đây cũng dân Quận Thạnh, cũng chợ cái đẹp nè. Dạ, ba mẹ ở Văn Kiếp, còn em ở quận 7. Ảnh là đi nát hết cái Văn Kiếp ăn rồi đó. Đúng không? Dạ. Bún riêu, bún bò gì cũng có mặt em á. Dạ.
Vạn Kiếp nè, Phan Xích Long nè, cái khu Hoa Sứ này là nhiều quán ngon lắm nha bà con. Đúng rồi. Ngon mà bình dân mà, nói chung là em thấy cái khu này nó dòng mà nó đúng là khu giống như khu ẩm thực vậy đó. Ừ, nó sang mà giá cả nó bình dân. Sạch sẽ lắm. Cho em gửi lời thăm anh nha. Dạ. Đây nè. Ủa vậy hả? Ồ trước anh vui lắm, trời ơi anh giao lưu luôn, nói chuyện vui chết luôn. Yeah. Rồi hai mấy tháng năm đúng rồi, 4 tháng mấy rồi, từ ngày đầu mùa luôn. Đúng rồi, nghĩa là nó không cho bán ăn ở đây là chị dẹp luôn đó. Nhưng mà đâu chỉ là ở đây đâu, đâu chỉ có mấy mấy tháng, từ đầu năm ngoái rồi chị ha. Mấy đợt luôn, cứ đợt nghỉ, bán được vài ba bữa là đợt nghỉ, em bên em cũng vậy. Đuối. Dạ. Chị cho em bịch ớt riêng nha. Ăn ớt nhiều thì nhiều lắm, cho ăn ớt liền ra chùm nấm ớt để chị lấy ớt thì để em lấy cho em lấy đi, có cái bao ở kia kìa Quân đó, cái bao ở ngay kia ấy nhiều vậy đó, lấy nhiều ớt rồi. Giống như có một cô khác con rồi vợ nữa phải không, rồi giống như quán nhà vậy đó, là quán này khách ngày nào cũng nhớ ăn món gì. Trời ơi đó. Nói về ớt cái thằng đó là cho mình ăn cho à. Đây toàn khách ruột không à, phải không vậy, khách quen không à, ăn riết liền á. Em nhớ kìa đứa em ăn lần tô 30 ngàn á, em nhớ đó em ăn lần tô có tô 30 ngàn. Đúng rồi. Rồi em ăn cách đây mấy năm rồi. Đúng rồi, thời đó em mới đi quay. Ừ, đúng rồi. Mới bắt đầu đi quay YouTube đó chưa? Ít. Công ty ở Hoàng Bách hết. Dạ đúng rồi, chính xác 100%. Em còn chưa bán bánh mì ở ngay Hoàng Bách hết. Trời ơi biết. Sao này mới bán. Rồi cho em gửi tiền chị. Của em 120 đó. Dạ. Cái chỗ này có ăn rau không chị? Có ăn rau mà ít. Cho ăn nhiều chanh là được rồi. Dạ rồi chị, em gửi chị nha. Rồi. Rồi cảm ơn em. Rồi dạ. Em lâu ghé ủng hộ ha. Dạ, rồi anh chị sức khỏe nha. Dạ, dạ cho em gửi lời thăm anh nha. Dạ, dạ. Chào chị. Gửi lời thăm hết cả nhà. Dạ, giờ mình về mình đây là xã đẹp quá mà. Dạ. Dạ bà cũng bà nhà riết bà cũng tưng tưng luôn. Tưng gì? Thấy vui quá trời. Đây giờ mình về mình review cho bà con nha. Lâu lắm rồi mới ăn cái phở khô Gia Lai đó. Trời ơi hôm nay đi vòng vòng đi kiếm mấy cái quán quen. Dạ. Và lại cũng cho để cho bà con bác cũng thấy là cái tình hình đó sau dịch như thế nào đó. 4 tháng mấy dịch rồi tất cả mọi người đều rất là vất vả, đặc biệt là những cái hàng quán mà tiểu thương bán lẻ rồi bán mưu sinh bằng ẩm thực đường phố là vất vả lắm. Dạ em đi nghe chị. Dạ em chào chị. Trời ơi chị, ô chị cho em tô nhiều quá. Trời ơi thương tôi quá này, cho tôi cái tô đầy nhóc luôn, bắp luôn nè bà con ơi. Wow. Đó, phở khô Gia Lai nha, cái sợi nó nhỏ xí à, giống như cái sợi hủ tiếu Mỹ Tho vậy đó, trưa mình nhớ này đó, cái sợi nó mỏng nhỏ mỏng dính nè bà con thấy không. Nhưng mà nó dai lắm, mình nhớ nếu mà nhớ không lầm là trước mình ăn cái sợi nó dai nhất là dai luôn. Thật ra ở Sài Gòn thì mình chưa có đi ăn các cái tiệm phở khô Gia Lai nào ngoài tiệm này hết á. Dạ. Tại vì trước các bạn con bác thấy buổi sáng mình hay đi review quán, mình đi hãy tiện đường đi làm, mình tranh thủ trong 30 phút để quay giới thiệu quán xá cho bà con cô bác đi ăn cho vui. Thử nha, nãy giờ mình chưa trộn gì hết nha. Ngon lắm. Khỏi còn phải thêm cái một cái không cần thêm gia vị gì hết. Nếu mà ông ta thích thử một tí cái nước đây cái tương với lại đó cái tương đen này của chị là ngon không nghe. Cái này nhà làm luôn là chắc chắn luôn. Nó giống như cái tương của gỏi khô bò. Hơi bị hay nha, làm miếng nha, rồi đổ vô.
Đói mà rung tay luôn. Thử miếng nước. Có miếng gan nè. Ôi miếng xương, cục xương ngon lắm nha. Gắt. Buổi sáng làm một tô vậy là đủ chất. Xương ngon, sụn. Đau quá. À, quên nữa. Số 58 đường Hoa Sứ nha bà con. Dạ. Tháng này ghé thăm chị đó, ông cả bị trầm cảm. Trời ơi. 4 tháng mấy. Không làm ăn gì hết. Lo tiền nhà tiền cửa tùm lum các thứ. Ông trầm cảm luôn rồi, nói nghe thương hết sức. Nãy mình đi vào rồi sau đó mình đi về được rồi mình kiếp. Mình thấy cũng có một số quán mở rồi, nhưng mà những cái quán mà mình đã từng review mà bà con từng rất thích đó. Quán bún bò sụn nè, quán cơm tấm của chị gì nè. Mấy cái quán mà quen thuộc mà mình ăn thì vẫn chưa thấy mở. Không biết là các anh chị đó tình hình sức khỏe ra sao nữa. Ở sau mùa dịch này ớn quá, cứ nghe cứ thấy toàn tin buồn không biết cũng sợ. Không biết là người ta có buôn bán gì. Không ra buôn bán là vì lý do là cục vốn hay là gì. Nếu mà cục vốn thì à, các bà con cô bác mà bà con mình đã từng đi review, bà con nào cục vốn bà con nhắn cho mình. Mình tới hỗ trợ vốn cho chút xíu cho bà con thêm một chút nha bà con. Đó. Mình không có dám nói là mình đủ để mình có thể giúp được hết. Nhưng mà bà con cô bác nào mà comment trước đi quay review các cái quán vỉa hè, bà con bán vỉa hè hay là bán trong hẻm mà bà con cô bác có khó khăn á, bà con cô bác có thể nhắn trên cái fanpage của comment. Dạ. Đó. Thì comment nếu mà đủ duyên thì comment sẽ đến để giúp vốn bà con buôn bán lại. Đó. Mình nghĩ một cái hàng quán về bán vỉa hè chứ thực ra vốn không lớn liếng bao nhiêu. Có chừng ngày có chừng chỉ cần 5 triệu là đã có thể buôn bán lại rồi, mình nghĩ vậy. Mình tin chắc rằng là gia đình nào cũng vậy, những người gia đình mà đã sống ở Sài Gòn, sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà đủ lâu á thì chắc chắn trong ba thế hệ thế nào cũng có một thế hệ là có buôn gánh bán bưng, chắc chắn luôn. Buôn gánh bán bưng nói nghe cái từ nghe thấy nó hơi ấy, nhưng mà là có buôn bán quán hè phố chắc chắn. Nhà mình xưa cũng vậy, ông nội mình bán cà phê ngay trong nhà, nhưng mà cũng là cái kiểu dạng gia đình. Rồi bà bác mình đó cũng vậy, bán cơm tấm, bán hủ tiếu ở đường dạng kiếp. Trời ơi, xưa là vậy, cho nên là mình cũng vậy, hồi bé mình cũng đi bán. Tóm lại là cũng nói bà con không tin, nhỏ là đi bán bánh tiêu, bánh bò, bán bánh bông lan đàng hoàng. Bây giờ kể lại nhiều khi mấy đứa đệ tử nó không tin, nó nói trời cái tướng này công tử thấy mồ thư sinh, thấy mồ dễ gì mà dễ gì mà đi làm được, chẳng tin. Trời ơi, cả nhà ba anh em luôn, hồi nhỏ đó nhà nghèo lắm, đi học mà không có tiền, là phải đi ra phụ mẹ. Mình hồi bé bé mình nhớ là mình học năm lớp 5 là mình, là lúc đó lần đầu tiên biết ra đường á, là đi bán cái thùng thuốc lá, mở thùng thuốc gặp rồi.
rồi sau đó thì bán tiếp. Cho nên là đó là lý do tại sao mà bà con bác thấy mình làm cái chương trình tiếng rau nó giống như là đơn giản, nhưng mà đơn giản mà nó rất là thoải mái, rất là thực tế, rất tự nhiên, là vì cái đó là mình đã lăn lóc từ ngoài đường từ hồi nhỏ rồi. Nó tương tác là rất nhiều gia đình vậy luôn á. Nhà em hồi xưa có bán hủ tiếu, nhà em có bán mì nè, nhà em có những mà cư dân Sài Gòn mà lâu năm, chừng hai ba đời chắc chắn thế nào cũng có một đời. Nên cái ẩm thực đường phố của vỉa hè với ẩm thực đường phố của mình đó, nói chung ẩm thực đường phố thành phố của mình nó đa dạng như vậy, hay lắm. Đang ngửi quá, trắng nổi. Ngon quá chị ơi. Tôi nói rồi thấy chú ốm hơn trước. Đó thời đó lúc đó đi ăn dữ quá. Thời này đói quá. Không phải đâu, bà nói lộn. Phở khô. Phở khô Gia Lai. Cái món khô như hủ tiếu khô hay phở khô à, ăn tiền là cái nước trộn quá. Đó là bí quyết đó. Khó học lắm. Mỗi chỗ một kiểu. Mà con bán ở Mỹ Tho nhà mình ăn rất nhiều quán hủ tiếu ở Mỹ Tho. Nhiều quán hủ tiếu khô lắm. Nhưng mà mỗi quán một khẩu vị khác nhau. Thú vị vô cùng. Ngày 28 là ngày 18 tháng 10 năm 2021. Đó, thứ hai đầu tuần. Thật ra mình là làm YouTube là như vậy thôi, đơn giản, các bà con cô bác cũng biết rồi. Ngay từ lúc mình làm mình cũng chia sẻ bà con là vì sao mình làm. Tại mình muốn giữ lại những lưu giữ lại những kỷ niệm của cuộc đời mình á. Tại nếu như mà 2/3 cuộc đời, như là mấy chục năm trước là chưa có thời gian làm, thì giờ mình lưu giữ lại những kỷ niệm trên những đoạn đường mình đi, những cái quán ăn nào ngon mà mình thì mê ẩm thực đó, những vùng miền ẩm thực, hay là những thậm chí những hàng quán nhỏ nhỏ lẻ đi nữa, chỗ nào ngon mình rất là thích, mình lưu lại hình ảnh cho bà con bác thôi. Đó, đơn giản là vậy. Nên mình cái nội dung mình làm nó đơn giản lắm. Rồi vui vẻ, mình thấy là nói chung là cuộc sống cũng chỉ có mấy thứ thôi, mà trong đó là một cái mà trong cái mà hạnh phúc lớn nhất của một trong những cái hạnh phúc mà quan trọng nhất của con người là được ăn ngon, đúng không bà con? Đó. Ăn ngủ gì nữa đó, nó có tứ khoái đó, thì trong đó cái ăn là đứng đầu đó. Cho nên là mình lưu giữ lại thông tin kỷ niệm, thứ hai nữa là chia sẻ thông tin, thứ ba nữa là vui vui sống nào cũng mang trong mình, cố gắng là cho dù trong bất kỳ tình huống nào, hoàn cảnh nào đó, chúng ta luôn nuôi dưỡng cái năng lượng tích cực. Dạ. Chứ còn mình trong nuôi dưỡng trong người mình lúc nào cũng năng lượng tiêu cực, mệt lắm, nói thiệt bà con bác không tin thử đi, càng giận dữ chừng nào càng mệt chừng đó. Mình cũng vậy, mỗi lần công chuyện rồi mà mình cái tính mình cũng nóng lắm, hồi trẻ là nóng kinh khủng luôn, nóng lắm luôn á. Rồi xong từ lúc mình bắt đầu làm công ty cái đó nó nguội dần đó, bây giờ cũng vẫn còn nóng. Khi mà vô công việc nóng ruột lắm, anh em là la dữ lắm, nhưng mà mỗi lần nghe nóng nghe mệt. Mà mình mệt rồi xong người khác cũng mệt, mà cuối cùng nó cũng hiệu quả, nó không đi tới đâu. Thành ra từ từ cái mình điều chỉnh đó.
Bây giờ cũng còn nóng nhưng mà nếu như ngày xưa 100 độ thì giờ còn khoảng 10 độ. Dạ, thôi đầu tuần mới cũng hy vọng thật nhiều cái mới bà con ha, bà con cô bác. Mà cái mới nhất mình mong muốn là, mình mong mỏi tất cả bà con mong mỏi đó là tất cả chúng ta được mọi thứ nó sớm hoạt động trở lại, để mà bà con nhà nhà được mưu sinh, người người được có việc làm. Đó, cho dù bây giờ là chắc chắn là cái thu nhập nó sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng mà có còn hơn không, tết nhất thì cũng còn 2-3 tháng nữa, có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm, đúng không bà con? Dạ, thành ra là thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe và nuôi dưỡng năng lượng tích cực bà con nhé. Dạ, xin chào tạm biệt, cảm ơn bà con các bác đã theo dõi video này. Dạ, chiều nay còn một thông tin nữa cũng chia sẻ bà con là cái chú Bảo đó, chú Bảo mà bán bánh chuối nướng ở đường Lý Thái Tổ, nghe nói tối hôm qua chú đi bán lại rồi. Mà ngày tối hôm qua thì con men phải livestream để bán hàng đó, mà mình không có biết, mới hồi khuya hôm qua nghe mấy đứa nhỏ nó nhắn là chú Bảo đi bán rồi, mà chú Bảo hỏi vốn đâu chú Bảo bán, nói chú Bảo mượn 2 triệu nữa. Bữa mà con men tới thăm chú thì mình cho chú ha, mình biếu chú 2 triệu với lại ít quà, mình nói chừng nào bán lại báo trước để mà mình đi ra mình gọi mình tiếp vốn cho chú để chú đi bán hàng. Và chú không báo, chú đi chú mượn. Ngày nói chú mượn của người khác, của bà hàng xóm gì đó 2 triệu là 4 triệu, xong đi chợ bà Chiểu. Ngày hôm qua nghe nói chợ bà Chiểu mở lại rồi, chú đi chú lấy chuối rồi chú bán chiều hôm qua. Mà cũng không biết qua bán buồn sao. Thì có thể trong hôm nay, ngày mai gì mình sắp xếp được công việc thì chắc mình sẽ chạy ra mình thăm chú. Rồi cho chú thê, cho chú lại, cho gửi là chú ít vốn như mình đã hứa. Cái hai nữa là mình sẽ ngồi bán cho chú chơi một chút, khoảng tiếng đồng hồ live stream. Và con cô bác nhớ nha, Nguyễn Thái Lý Thái Tổ nha. Rồi, xin chào tạm biệt bà con nha.